Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đánh giá một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex và mới được ra mắt tại Bezoworld năm 2019 vừa qua. Đó chính là một chiếc đồng hồ mà tôi nghĩ là rất nhiều người đam mê và yêu thích Rolex khá là cảm thấy thú vị. Đó chính là một chiếc đồng hồ Rolex Datejust size 36 với mã hiệu là 126234. Vậy có điểm gì khác biệt của phiên bản 126234 này so với người tiền nhiệm 116234 trước đó? Thì chúng ta hãy cùng đánh giá một chút về ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Cũng so với cả phiên bản cũ size 36 với đầu 116 thì cũng không có quá nhiều điểm thay đổi. Có một số điểm thay đổi mà chúng tôi đã phân tích khá là chi tiết ở trong cái video và bài viết với phiên bản là Two Tones The Me trước đó, cũng ở trên website gia bảo luxury.com của chúng tôi. Thì với phiên bản thép này thì có một số điểm thay đổi, ví dụ như là ở phần tay càng thon hơn, nhỏ hơn, phần mặt số góc 6 giờ có một chút thay đổi ở cái logo giữa Swiss Made thì nó có một cái vương miện ở giữa cái dòng chữ Swiss Made đó. Và bộ máy, đó là một bộ máy thế hệ mới 3235 với một loạt cải tiến, với cái điểm đáng lưu ý nhất đó chính là thời lượng cót lên đến 70 tiếng. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng cảm nhận về chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được vẫn giữ được cái thiết kế truyền thống từ Datejust với vành bezel là vành bezel dạng khía, được làm từ vàng trắng. Rất là, có thể nói là độ bắt sáng rất là cao. Khi đi ra nắng thì độ bắt sáng rất là cao và rất là tốt. Tiếp đến thì cái ở phần dây đeo thì chúng ta sẽ thấy được như tôi vừa mới nêu, là phần tay càng nó có thon gọn và nhỏ hơn một chút so với phiên bản người tiền nhiệm là 116. Khi chúng ta đi đến phần khóa thì chúng ta sẽ thấy được chiếc đồng hồ này sẽ có được trang bị một cái khóa lớn, khóa mới thay vì một cái khóa như cũ là khóa chỉ có một cái hình vương miện, và các cái phần mắt dây Jubilee thì nó được xếp tiếp nối nhau. Như phiên bản 126 này thì khóa sẽ được hoàn toàn thay bằng dạng khóa hộp, tôi gọi là khóa hộp. Ưu điểm của khóa này thì có lẽ là tôi nghĩ là cái cảm giác khi đeo ấy thì nó thích hơn so với phiên bản cũ. Tuy nhiên là có một cái nhược điểm mà tôi thường thấy với những cái phiên bản khóa hộp, khóa lớn như này, đó chính là chúng ta dễ bị xước ở cái phần giữa được đánh bóng logo vương miện của Rolex. Đó là cái nhược điểm mà tôi thường thấy ở cái phiên bản sử dụng cái loại khóa này. Và có một cái điểm đặc biệt ấy, ở phiên bản 126234 mà chúng tôi đang review ở tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay, đó chính là chiếc đồng hồ này thì có một cái mặt số mà tôi phải nói là rất rất là đẹp. Tại sao mà tôi lại thích chiếc đồng hồ này? Như các bạn đã biết ấy, thì trước đây, khoảng tầm 5-7 năm trước đây, chúng ta đã thấy được những chiếc The Me vi tính hồng 116231 rất là đẹp. Và khi nhắc đến Rolex thì đa phần chúng ta sẽ nghĩ đến cái model đó. Tuy nhiên là có điểm khác biệt, đó chính là các cái logo này, bộ kim này và các cái chân cọc số thì đều được làm từ vàng hồng chứ không phải là như màu thép. Ở đây tôi thì tôi đánh giá cao cái vấn đề khi mà cái mặt số này, mặt số màu hồng mà tôi khi đi với cả cái chất thép hay là chất trắng như này này thì tôi gọi nó là nó chuyển sang một màu là mặt cá hồi. Cái màu cá hồi thì nó là cái màu thịt cá hồi ấy, nó hơi hồng, nó rất là tương phản. Chứ là chúng ta nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, tình yêu sét đánh ấy, nó là kiểu như vậy các bạn ạ. Để cảm nhận cá nhân ấy thì tôi thích cái mặt số hồng cá hồi này phối với cả toàn bộ thép hơn là phiên bản The Me Two Tones cả vàng và thép. Đó, phiên bản này thì tôi nghĩ là khi lên tay ấy, nó rất là thanh lịch và nó không bị nữ tính quá, cũng như là nó tôn lên được cái màu hồng nhạt của cái mặt số mới này. Giá của chiếc đồng hồ này là khoảng 240 triệu, và đây là một trong những chiếc đồng hồ 126234 size 36 đầu tiên về Việt Nam. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Hy vọng là trong thời gian tới thì Gia Bảo sẽ có những chiếc đồng hồ đặc biệt hơn, hấp dẫn hơn và hot hơn để có thể giới thiệu được tới anh chị em theo dõi channel. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.